Mình chào quý cô bác anh chị và các bạn đồng tu. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái luân xa số 1, làm sao để cải thiện nó, tác hại của nó và tác dụng của nó khi mà chúng ta bị mất cân bằng. Nha, cái này nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta chứ không phải là mê tín dị đoan nhé. Cái thứ nhất, cái luân xa số 1 thì không phải là mọi người nghe tới cái số 1 là nó nhỏ nhặt mà cái số 7 mà là cao nhất, đấy không phải. Số 1 này nó giống như là cái chìa khóa để mà vào cổng. Nha, cái luân xa 1 này mọi người có thể hiểu được. Cũng có thể nói là cái luân xa gốc, có thể là luân xa vùng sinh dục hay là cái luân xa vùng xương chậu, xương cột ấy, vì nó cũng tương đương nhau ha, vị trí nó cũng tương đương nhau. Để chúng ta có thể tìm thấy được là vùng xương chậu nó là cái luân xa gốc rễ, nó thể hiện cái sự phản xạ, thể hiện cái bản năng, thể hiện cái phản xạ trong cái mức độ là mạnh mẽ không, an toàn hay là không. Và cái luân xa này nó chi phối cái mối quan hệ gia đình và cảm giác sinh tồn, những cái thứ thuộc về bản thân. Những cái ký ức đầu tiên của mình được lưu trữ ở trong cái luân xa này, bao gồm cả việc đó là nhu cầu cơ bản của bạn có được đóng góp hay là không. Và cái luân xa này nó nắm giữ cái vai trò đó là thôi thúc bản thân của mình xung quanh chúng ta với những cái nhu cầu cần thiết căn bản để nuôi sống một cái cơ thể, ví dụ như ăn, ngủ, tình dục, sự sống còn nhé. Thường thì chúng ta nó hay liên quan tới cái vấn đề cảm xúc, đó là cái sự tránh né hay là cái sự sợ hãi. Nó liên quan tới cái bản năng sự an toàn, sự sống còn. Nhưng những cái gì tiềm năng liên quan tới cái cơ sở, tiềm năng căn bản của con người ấy, nó nằm ở giữa cái vùng cơ quan sinh dục và hậu môn, ở giữa cái vùng cơ quan sinh dục và hậu môn. Mặc dù nó không có cái cơ quan, không có cái cơ quan nội tiết nào nằm ở đây nha, nhưng mà nó được liên quan tới đến cái tuyến tượng thận ở bên trong. Cái tuyến tượng thận thì mọi người để ý tới cái sự cái sinh lực mà con người chúng ta mà không có sinh lực thì sao ạ? Thì như cái cây héo khô vậy thôi nhé. Đây. Và cái năng lực này á có thể làm tổn thương cái cột xương sống nhé, tổn thương cái cột sống của mình. Này, nó là cái nền tảng của sự sống, cái cơ quan sinh dục ấy. Nếu như mà luân xa 1 mà nó hoạt động đột yếu thì lập tức là con người trở nên trầm uất, nhu nhược và có thể dẫn đến cái tình trạng ngất xỉu, hôn mê. Nhiều khi người ta nói là ý thức tốt hay ý thức kém thì đây, đó là cái sự ảnh hưởng của luân xa 1, nó thiên về cái ý thức, cái bản ngã. Nếu như mà nó mà thiếu, tức là nó mà yếu thì chúng ta sinh ra cái cảm giác là trì trệ, chán nản, lười nhác, trầm cảm nha, lười nhác, trầm cảm, ham vật chất và tham lam, bị ám ảnh về cái sự an toàn của những cái thứ xung quanh, không thích sự thay đổi và mất ổn định. Nhiều khi muốn thu vào bên trong, muốn thu vào là của mình. Nhưng mà cái sự thu vào ở đây là nó là tham lam và nó là trầm uất, chứ không phải là cái sự điềm tĩnh của những người mà họ cư sĩ nha. Nó khác nhau hoàn toàn. Đấy là dấu hiệu của chúng ta bị kém, bị tắc nghẽn luân xa. Còn nếu như mà không phải là chúng ta mở hay là chúng ta hoạt động tốt là nó sẽ tốt đâu, không phải. Vì nếu như mà nó dư quá thì chúng ta sẽ sinh ra cái trạng thái là cái quá mạnh mẽ, cái tính nam nó quá trỗi dậy, mà nó trỗi dậy nhiều quá, nhiều khi nó trở thành tăng động, quyết liệt hơn và bị mất cái tính ổn định. Này, có xu hướng là năng động nhiều hơn nhé. Gọi là nó có cái điểm tốt đó là tư duy rõ ràng. Đó, nó cao, nếu như hoạt động cao là có cái điểm tốt là tư duy nó rõ ràng, vững chãi, nhưng mà nó có điều là nó khó cái mức gọi là khó cái đưa ra một cái quyết định ở trong khi mà bản thân của mình suy nghĩ kỹ đủ, chỉ cần cảm thấy là mình thấy cái ý tưởng đó là mình làm ngay, thấy là làm ngay, kiểu là làm theo cảm xúc ấy, thì chẳng hạn khi mình hiện tượng đó là nó quá dư nha. Còn nếu như mà nó cân bằng thì chúng ta sẽ hầu như là làm theo kiểu là chậm mà chắc, nó vững chãi, nó tư duy nó rõ ràng nha. Nó gọi là có nghĩa là mình có tư duy đấy, tuy nhiên là mình khá là ở cái mức độ là nó điềm. Mình suy nghĩ kỹ rồi mình làm ngay, thất bại thì mình làm tiếp tục đó, ha. Đó. Cho nên là cái sự chênh lệch nha, cái sự chênh lệch nó cũng rất là có cái tác hại. Thì mọi người cứ để ý đi, nếu như mà mình kém cái luân xa 1 thì mình sao? Mệt mỏi, người ì ệ, chán nản, không muốn làm gì cả. Còn ai mà tăng động quá thì người đó là cái luân xa 1 nó hoạt động nó quá mức. Và theo cái quy luật cân bằng thì chúng ta nên giữ cho mọi thứ ở cái mức độ ổn định, cân bằng.